video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu làm sao cho thật là đẹp nhá. Nếu các bạn thấy hay, ý nghĩa thì cho mình xin like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn. Một đêm với yêu thương, cho yêu thương ngày mai sao? Ô đi, các bạn đang cắm được rồi. À, lần sau của em khó cho người em yêu. Và cơn đau ai có đứng đi bên cạnh. Em khóc cho người em yêu. Em đau vai ngủ khi bên cạnh em. Anh vẫn đợi một đêm với yêu thương. Anh cho em bao nhiêu ngày mai sao? Xong mấy bạn nghe cho mình xịt ra cảm ơn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn
cách tô màu làm sao cho thật là đẹp nhá. Nếu các bạn thấy hay, ý nghĩa, cho mình xin like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn. Cô toàn gửi cái gì ấy? Cái gì vậy? Mới nhớ tôi một xong, nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn.
Mình đã tô một xoàn ca.